Xin kính chào toàn thể các anh chị. Và ngày hôm nay và trong giây phút này đây thì hân hoan trên cả nước cùng với 54 dân tộc anh em. Và chúng ta đang chuẩn bị bước sang một năm mới. Và chúng ta chuẩn bị những cái mâm cỗ, chúng ta sum vầy quay quần bên những người thân của chúng ta, chuẩn bị đón đêm giao thừa. Và ngày hôm nay Sơn sẽ là đại diện cho công ty cổ phần CDG và đại diện cho quý đối tác trên toàn quốc gửi lời chúc tới quý khách hàng một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang. Đặc biệt năm của những chú mèo, kính chúc toàn thể đối tác, toàn thể khách hàng một năm nhanh nhẹn, tháo vát, quyết tâm, quyết liệt để đạt được mục tiêu của mình như những chú mèo. Và điều đặc biệt hơn là năm của phục hồi kinh tế, năm của những cái mục tiêu lớn, năm của những cái hoài bão. Và đặc biệt đây là năm mà chúng ta đã dành tâm huyết sau những cái hoạt động xã hội tạm hoãn của dịch Covid. Và đó là năm cực kỳ thuận lợi để chúng ta phát triển kinh tế, công việc của mình. Và Sơn cùng với toàn thể quý anh chị hãy cùng nâng ly, cùng đón chào năm mới bằng những màn pháo hoa trải dài trên đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị và chúc cho toàn thể các anh chị một năm thành công, rực rỡ và chúng ta luôn luôn có sự tăng trưởng.